Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2 được thực hiện nhằm giúp người dân ý thức được việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng sẽ tiết kiệm được chi phí của chính họ và góp phần thúc đẩy sản xuất, bảo vệ môi trường. Riêng với các doanh nghiệp, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ tiết giảm được chi phí đầu vào, tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai đồng bộ theo chiều sâu đã tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, dịch vụ. Đến nay, chương trình đã đạt được mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng, tính chung cả nước cho riêng từng lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế xã hội, giảm đầu tư cho phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trong giai đoạn vừa qua 2011-2015, thì chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là đã thực hiện được rất nhiều các hoạt động để thúc đẩy cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong xã hội, trong các doanh nghiệp và các hộ tiêu thụ năng lượng. Công tác về tuyên truyền, phổ biến các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp, trong cộng đồng đã được thực hiện tương đối là bài bản. Theo đó là dự án là đã xây dựng được những cái bộ tài liệu về tuyên truyền tiêu chuẩn của dự án và cung cấp các cái tài liệu này đến các cái tỉnh, thành phố. Tuy nguồn kinh phí cho chương trình còn hạn chế, nhưng các nội dung của hoạt động luôn bám sát và bảo đảm được các mục tiêu đặt ra. Cụ thể về tuyên truyền nâng cao nhận thức, chương trình đã tổ chức được nhiều sự kiện thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng, như sự kiện Giờ Trái Đất năm 2014 thu hút được 63 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, giải báo chí toàn quốc về tiết kiệm năng lượng thu hút hơn 500 bài báo, cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng và quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà đã giúp hơn 800 giải pháp tiết kiệm năng lượng được thực hiện. Bây giờ mình dùng điện thì nó phải hợp lý, tức là khi nào coi như là cần thiết thì ta mới dùng. Thế còn nếu không thì ta lại phải coi như loại bỏ, tức là ta phải tắt đi. Cũng phải coi như là thay thế những thiết bị cũ đi, cũ để mới để làm nào, tức là cái tiết kiệm của gia đình người ta nó tốt hơn. Những giờ cao điểm thì là hạn chế sử dụng điện. Dùng những bóng điện tiết kiệm như là compact để hạn chế tiền điện, và trong các giờ cao điểm thì đều ít sử dụng các loại thiết bị. Các chương trình hỗ trợ xây dựng hầm biogas và lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời được đẩy mạnh triển khai. Chương trình tuyên truyền trong học sinh, sinh viên và công đoàn ngành công thương thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn Công thương Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp, trong năm 2014, chương trình đã hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và thực hiện các giải pháp mà đơn vị tư vấn đưa ra, hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả và ISO 50001, v.v. Ngoài ra, chương trình còn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng, đã giúp loại bỏ những sản phẩm không đạt mức hiệu suất năng lượng và tạo thói quen cho người dân trong việc sử dụng các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. Đặc biệt, các nhà sản xuất và nhập khẩu đã thay đổi những dây chuyền sản xuất lạc hậu và hàng hóa nhập khẩu đã có sự lựa chọn về hiệu suất năng lượng. Trong những năm qua thì tôi đều đạt được cái chỉ tiêu về tiết kiệm điện. Chúng tôi cũng đạt sấp xỉ 2% trên lượng điện thương phẩm tiêu thụ. Thì cái này thì hôm qua chúng tôi cũng đã họp với Sở Công Thương và được các sở ban ngành cũng như là Ủy ban nhân dân các phường, Ủy ban nhân dân thành phố rất tạo điều kiện và hưởng ứng cái phong trào này nhân rộng trong cái quá trình vừa qua, cũng như là những năm tới đây thì chúng tôi nghĩ rằng cần phải tiếp tục tuyên truyền với cái góc độ sâu rộng hơn, có thể là trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2. Do vậy, chương trình sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá hiệu quả của các nhiệm vụ đã thực hiện đối với các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn. Ngoài ra, chương trình sẽ tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ xây dựng và ban hành chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các tỉnh nhằm chuẩn bị cơ sở pháp lý và kế hoạch hành động bền vững trong thời gian tiếp theo.